Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Truyền hình Nhân dân. Chương trình trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước gặp gỡ các đại sứ Việt Nam tại khu vực châu Âu. Đồng chí Phan Đình Trạc thăm viếng tri ân liệt sĩ tại Đắk Lắk. Sống khổ vì nước sinh hoạt ô nhiễm. Trong phần tin quốc tế, cháy rừng tại Hy Lạp tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Thị trưởng thành phố Manta của Ecuador bị ám sát. Thưa quý vị, chiều ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương, sau khi tới thủ đô Viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp gỡ đại sứ Việt Nam tại Áo và 6 đại sứ Việt Nam tại các nước khu vực lân cận có chung đường biên giới với Áo gồm Đức, Bỉ, Séc, Thụy Sĩ, Hungary và Slovakia. Đây là hoạt động đầu tiên trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Áo của Chủ tịch nước. Các đại sứ khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng lớn mạnh trên thế giới nói chung và tại khu vực EU nói riêng. Về ngoại giao, kinh tế, thương mại, các đại sứ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam cần có quyết tâm cao hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường đầy tiềm năng này. Các đại sứ cũng đề nghị các bộ ngành quản lý chặt chẽ hơn hoạt động xúc tiến lao động ở trong nước, bởi thị trường lao động tại châu Âu có nhiều tiêu chí riêng mà các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cần tuân thủ. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cấp thiết đối với công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các đại sứ nắm chắc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 13, kết quả hội nghị đối ngoại toàn quốc, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13, triển khai mạnh mẽ và toàn diện các văn kiện lớn mang tính định hướng trong lĩnh vực đối ngoại. Cùng với đó là đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo, nghiên cứu chiến lược và liên tục đổi mới tư duy để thích ứng kịp thời với tình hình, bắt kịp xu thế mới, phục vụ cho công tác tham mưu và đề xuất chủ trương, chính sách cho Đảng và Nhà nước. Các cơ quan đại diện Việt Nam quan tâm sát sao, triển khai sâu rộng và chủ động hơn nữa công tác người Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại châu Âu. Cán bộ, nhân viên cơ quan phải coi trọng và hết sức nỗ lực giúp đỡ bà con kiều bào, nâng cao vị thế của cộng đồng ta ở nước sở tại. Làm tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân theo tinh thần nghị quyết số 36 và kết luận số 12 của Bộ Chính trị. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng nay, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Nghĩa trang liệt sĩ Đắk Lắk là nơi yên nghỉ của hơn 2.300 liệt sĩ, là những cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Với tất cả lòng thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, những con người ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm qua, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành hoạt động thường xuyên của tỉnh Đắk Lắk. Nhiều nhà bia, công trình tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng, tu bổ. Cuộc sống của các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện. Các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các ngành nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Chương trình tiếp tục với các tin tức về kinh tế. Thưa quý vị, làn sóng giảm lãi suất huy động chưa dừng, còn có sự tham gia của các ông lớn ngành ngân hàng. Từ đầu tháng 7, có 26 ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, trong số đó có một số ngân hàng giảm tới 2 lần. Hiện lãi suất kỳ hạn ngắn 1 đến 3 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh đã trở về ngang với cùng kỳ năm ngoái, còn lãi suất trung dài hạn vẫn còn cao hơn khoảng 1% một năm. Các ngân hàng nhỏ đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến quanh mức 7,5% một năm. Các ngân hàng tư nhân lớn huy động với lãi suất kỳ hạn 12 tháng quanh 7% một năm. Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm đứng thứ hai thế giới, giá trị xuất khẩu chiếm 13-14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới. Thông tin được đưa ra tại diễn đàn kết nối sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ Việt Nam diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tôm Việt Nam đã được xuất khẩu đến khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với 5 thị trường lớn gồm châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hàng năm, ngành tôm đóng góp khoảng 40-45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, tương đương 3,5-4 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu tôm trong năm ngoái cũng lập kỷ lục khi đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% so với năm 2021. Để đạt giá trị cao trên diện tích canh tác, đặc biệt là hạn chế tình trạng bà con nông dân bỏ vụ, bỏ ruộng, ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi những diện tích ruộng trũng, cây lúa kém hiệu quả sang mô hình thâm canh một lúa một cá, đem lại hiệu quả kinh tế. Vụ mùa này, huyện Lâm Thao có trên 400 ha đất chiêm trũng. Đây là những diện tích thường xuyên bị ngập úng trong mùa mưa bão. Do vậy, huyện có chủ trương chuyển toàn bộ diện tích ruộng trũng này sang nuôi thủy sản. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vân Hùng đã cải tạo trên 140 ha để vụ mùa bà con xã Viên nuôi các giống cá truyền thống. Mô hình thâm canh này không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn có 3 lợi ích lâu dài. Này hiệu quả nó mang lại cái thứ nhất là không để dân bỡ ruộng. Cái thứ hai là đem lại cái nguồn thu cho xã hội. Thì nguồn thu cho xã hội đây thì cũng nhìn chung nó được cả 3 phần. Một là xã viên, hộ thành viên của hợp tác xã được. Hai là hợp tác xã được. Cái thứ ba là người trực tiếp thả cá được. Khi mà chuyển đổi sang diện tích một lúa một cá thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế cao so với sản xuất lúa. Mang lại cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Thu nhập trên một đơn vị hectare khoảng 20 đến 30 triệu. Hiện nay diện tích thâm canh một lúa một cá tại Phú Thọ khoảng 3.000 ha. Thâm canh theo mô hình này, các hộ chỉ sản xuất vụ lúa xuân, sau đó để lúa tái sinh vụ mùa làm thức ăn cho cá. Do tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn nên bà con nông dân tiết kiệm được chi phí công chăm sóc. Sau một chu kỳ nuôi từ 5 đến 6 tháng, cá có thể thu hoạch được, bình quân 1 ha sản lượng đạt từ 1,5 đến 2 tấn, lợi nhuận thu được khoảng 20 triệu đồng. Sản xuất thủy sản trên cái ruộng mà được chuyển đổi một vụ lúa vụ cá thì đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Khuyến cáo bà con trên địa bàn tỉnh sản xuất thủy sản cũng phải chủ động nguồn nước, tích nước trong cái bối cảnh là hiện nay là nắng nóng kéo dài và rất là khô hạn. Rồi đồng thời là cũng phải chuẩn bị con giống, bị thức ăn và xử lý môi trường để làm sao sản xuất thủy sản đạt hiệu quả cao nhất. Từ kết quả thu được những năm qua cho thấy, việc chuyển đổi ruộng trũng theo mô hình cấy lúa kết hợp nuôi thủy sản là đúng hướng và có hiệu quả. Giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích tăng từ 1,5 đến 2 lần do chi phí cho sản xuất giảm. Đây là mô hình thâm canh bền vững, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập hiện nay được nhiều bà con nông dân ở vùng chiêm trũng áp dụng. Tiếp theo trong chương trình, vạch trần đường dây lừa đảo gắn mác đông y gia truyền. Sống khổ vì nước sinh hoạt ô nhiễm. Thưa quý vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vừa cho biết có 6 học sinh trường trung học cơ sở Giảng Võ tham dự cuộc thi STEM Olympiad quốc tế 2023 đã đạt thành tích 12 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng ở các môn toán học, tin học và khoa học. Các câu hỏi tại cuộc thi được xây dựng trên lĩnh vực STEM, lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023 tại Paris, Pháp, với sự tham dự của 440 thí sinh đến từ 22 quốc gia. Mục tiêu chính của cuộc thi này là thay đổi cách nhìn của học sinh về cuộc sống bằng các dạng câu hỏi thể hiện các chủ đề, công thức mà học sinh đã học trong các bài học khoa học có thể xuất hiện trong đời thực. Qua đó, các em học sinh không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực STEM và tiếng Anh, vận dụng chúng trong thực tiễn mà còn được giao lưu, học hỏi từ bạn bè quốc tế. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xe đưa đón học sinh bắt buộc có đèn cảnh báo hoặc đăng ký màu sơn nhận diện, niên hạn sử dụng không quá 15 năm. Đề xuất siết chặt điều kiện xe đưa đón học sinh của Bộ Giao thông Vận tải có trong dự thảo luật đường bộ lần thứ 5 đang được lấy ý kiến của nhân dân. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải quy định xe đưa đón học sinh phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Nếu xe đưa đón học sinh tiểu học, mầm non, xe phải có dây đai an toàn hoặc ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi. Kính xe có thể nhìn rõ phía trong xe từ bên ngoài. Lái xe đưa đón học sinh phải có 2 năm kinh nghiệm. Lý giải cho hàng loạt quy định mới, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng trẻ em cần được ưu tiên bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, trong tiêu chí chọn ngành nghề, rất nhiều thí sinh và phụ huynh giờ đây chỉ dành sự quan tâm đến những ngành mới được coi là phù hợp xu thế mà giới trẻ hay gọi là ngành hot, có sự cạnh tranh cả đầu vào lẫn đầu ra đều rất khốc liệt, trong khi lại bỏ qua những ngành nghề về kỹ thuật hết sức cơ bản, ít cạnh tranh nên nhu cầu việc làm lớn. Đây chính là sai lầm dẫn đến việc học ngành hot nhưng ra trường vẫn thất nghiệp. Em được 2 năm điểm. Em đang thấy khó khăn về chuyện chọn ngành của em, bởi vì em thích 3 ngành hoàn toàn khác nhau, về 3 lĩnh vực khác nhau, ô tô, nghiệp và hóa học. Cái ngành truyền thống như bách khoa, ví dụ như là ngành cơ khí, rồi là ngành hóa thì này ông biết và tôi biết rồi. Thế nhưng mà gia đình thì lại là không muốn, sợ là nó vất vả, đặc biệt là ngành cơ khí nó vất vả. Thế để cháu thì nó cứ thích các cái ngành mới như là trí tuệ nhân tạo, rồi là những cái khác, những cái toán tin thì ở bách khoa đã có từ lâu. Thế nhưng mà có điều là nó chỉ sợ là vào cái ngành trên thì nó không vươn được, về mặt điểm thì nó không vươn được. Việc xuất hiện những ngành mới đang khiến thí sinh thờ ơ với các ngành kỹ thuật, ngành khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, trong khi đây lại là những ngành nghề quan trọng với nền kinh tế và đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ. Các ngành liên quan đến kỹ thuật, hóa học là một trong những ví dụ điển hình. Doanh nghiệp đến tuyển dụng, trả mức lương hấp dẫn, nhưng cơ sở giáo dục lại không có nguồn nhân lực để cung ứng. Ở cái mức độ điểm từ 20, 21, 22, 23, 24 là hoàn toàn có thể vào được các cái ngành của các trường hóa và khoa học sống. Cái trường thì hiện nay ví dụ như một số các ngành khó tuyển, gọi là khó tuyển như ngành hóa học chẳng hạn, hay là một số cái chuyên ngành trong kỹ thuật hóa học, hay là ngành kỹ thuật môi trường hay quản lý tài nguyên môi trường. Thực ra các em tới trường của chúng tôi là các em được đào tạo rất là bài bản, và chúng tôi luôn luôn là thay đổi, cập nhật các chương trình đào tạo theo các xu hướng của quốc tế. Một điểm mạnh nữa là trong đại học bách khoa thì có thể khai thác tính liên ngành từ tất cả các ngành kỹ thuật của trường rất là tốt. Chọn ngành nghề theo xu hướng, theo trào lưu hay còn gọi là những ngành hot chắc chắn không phải là cách giải quyết tình trạng thất nghiệp. Ngược lại, những lĩnh vực ít cạnh tranh nhiều khả năng sẽ đem đến cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến và mức lương đáng mong đợi. Tổng cục Thuế vừa cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua tin nhắn, các trang web, app mạo danh cơ quan thuế đang có chiều hướng gia tăng mức độ, tần suất liên tục trong thời gian gần đây nhằm mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế hay trả tiền mua ấn phẩm pháp luật về thuế. Trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi bất thường hay có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến lĩnh vực thuế, người nộp thuế cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn, số điện thoại hoặc ghi âm cuộc gọi, đồng thời cung cấp các bằng chứng tới các cơ quan chức năng đề nghị xem xét xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh vừa khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh, trú quận Hà Đông, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây được xác định là đường dây lừa đảo khắp cả nước với số tiền lên đến 100 tỷ đồng bằng hình thức lừa bán thuốc trị nám cho đối tượng là phụ nữ một cách tinh vi, chuyên nghiệp. Công an đã thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng, đồng thời triệu tập 35 đối tượng liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang vừa thu giữ 500 thùng bia, 216 thùng mì tôm, không rõ nguồn gốc, in chữ, dán nhãn mác Trung Quốc trên tuyến đường từ cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy về thành phố Hà Giang. 500 thùng bia với số lượng gần 10.000 chai và 216 thùng mì tôm nghi vấn xuất xứ từ Trung Quốc, giá trị hàng hóa ước tính khoảng 120 triệu đồng. Số hàng này do đối tượng Phạm Minh Tùng, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, điều khiển trên xe ô tô biển kiểm soát 29H59958. Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được giấy tờ chứng từ liên quan chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ và tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên. Hiện vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, nguồn nước sinh hoạt, nỗi lo chưa bao giờ dứt của rất nhiều hộ dân sống tại chung cư hiện nay. Mất tiền tỷ nhưng lại khổ vì nước. Đây là thực trạng tại nhiều chung cư lớn khắp cả nước. Đóng cặn, vần đục, đây là nước sinh hoạt của gia đình anh Quỳnh, chủ căn hộ 906B2, chung cư Hòa Bình Green City, địa chỉ 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tình trạng của gia đình anh cũng là tình trạng chung của hàng chục hộ dân tại chung cư này. Theo phản ánh của cư dân, từ đầu tháng 7, nước sinh hoạt của nhiều hộ dân tại tòa B của khu chung cư đã không thể sử dụng được. Bây giờ nó vẫn như thế, nước rất bẩn, đen ngòm, đục ngầu. Nước bị ô nhiễm như thế thì chúng tôi không sử dụng được trong việc tắm giặt và ăn uống. Ăn uống thì chúng tôi phải đi mua nước bình về để ăn uống. Thì khi mà tôi cho bé nhà tôi tắm ấy, thì tôi thấy là nước rất là đục. Và khi mà giật toilet nước cũng rất là đục nên là tôi khá là sốc. Người phản ánh là trước đấy là gần một tuần trước ấy, là nước ở cái khu vực Hòa Bình này rất là nhiều căn đã cũng bị đục và đen như là nhà tôi. Ngày 12 tháng 7, Xí nghiệp Kinh doanh Nước Sạch Hai Bà Trưng đã đến khảo sát sơ bộ nước đầu vào để báo cáo Công ty Nước Sạch Hà Nội đến lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước. Biên bản kết luận xác nhận có một số căn hộ có chỉ tiêu về vi khuẩn coliform và E. coli, hai loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột vượt quá mức quy định, gây nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng. Giải pháp trước mắt thì chúng tôi đã yêu cầu ban quản lý cùng phối hợp cùng tổ dân phố lập ngay danh sách các cái hộ dân mà có cái hiện tượng nước bị nhiễm bẩn và đồng thời để gửi cho Xí nghiệp Kinh doanh Nước Sạch Hai Bà Trưng để thực hiện cái việc ngay việc xúc xả cái đường ống sau công tơ để mà giải quyết triệt để đối với cả hơn 700 căn hộ ở tại cái tòa nhà B thì phường cũng đã giao cho chủ đầu tư và ban quản lý là tiến hành liên hệ cái đơn vị có tư cách pháp nhân để lập một cái kinh phí dự toán tổng thể cái việc mà xúc xả đối với cả toàn bộ những cái căn hộ này. Năm 2018, sau khi phát hiện nguồn nước ăn hàng ngày có màu vàng đục, mùi hơi tanh và xuất hiện cặn khi để lâu, hàng nghìn hộ dân của 9 tòa chung cư khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội đã treo băng rôn yêu cầu ban quản lý và chủ đầu tư cung cấp nước sạch. Hay tại chung cư Hòa Phát, quận Hoàng Mai, người dân liên tục chứng kiến cảnh sinh hoạt có tình trạng vần đục. Tìm kiếm biện pháp giải quyết triệt để là vấn đề được đông đảo người tiêu dùng quan tâm nhất hiện nay. Các chuyên gia khuyến cáo nên xây dựng các trạm bơm tăng áp. Đồng thời, đường ống nước phải được cải tạo và bảo dưỡng định kỳ để sớm phát hiện những hư hỏng và có biện pháp khắc phục kịp thời. Các bồn chứa nước của các hộ gia đình nên được xúc rửa thường xuyên để ngăn chặn cho các ký sinh trùng, vi sinh sôi. Thay vì tạo áp lực cho các con trước chương trình năm học mới, mùa hè này nhiều phụ huynh tại Phú Yên đã chọn cho con tham gia học các kỹ năng mềm hoặc là các môn năng khiếu mà con em mình yêu thích. Điều này thì không chỉ tạo tâm lý thoải mái mà còn trang bị thêm cho các con kỹ năng sống cần thiết để có được một mùa hè bổ ích và đầy ý nghĩa. Một lớp học tự tin cơ bản tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên. Học viên là các học sinh đang theo học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chỉ một thời gian ngắn học lý thuyết và thực hành trước đám đông, các em cảm thấy tự tin hơn, bớt rụt rè, nhút nhát. Trước kia con là một cô bé thường hay rụt rè, nhưng mà khi con tham gia khóa học này con lại trở nên tự tin hơn. Nó sẽ giúp con cải thiện nhiều điều và từ đó con có thể học thêm nhiều thứ hơn. Chứ không phải là chỉ mình học văn toán gì. Có sự tự tin là mình sẽ có được một cái kỹ năng để cho mình quản lý lớp một cách tốt hơn. Dạ, có thể là một hướng dẫn viên du lịch. Một hướng dẫn viên du lịch là thứ con đang nghĩ. Mùa hè năm nay, nhiều phụ huynh ở Phú Yên không ép con phải học trước chương trình chính khóa mà cho các em phát triển kỹ năng, sở trường, yêu thích. Cái sự rụt rè nhút nhát nó cướp đi rất là nhiều cơ hội của mình, và đến khi mình quyết liệt, mình thay đổi, mình thấy một thế giới mới mở ra với mình, từ đó mình thành công hơn. Và từ nghề thành công cộng với cái nghiệp vụ sư phạm và giáo dục cộng đồng của mình thì mình quyết định mở một cái trung tâm, một lĩnh vực đào tạo cho các bạn cũng tự tin giống mình, cũng thay đổi được như mình, để các bạn sẽ được tỏa sáng và hạnh phúc hơn. Những sân chơi bổ ích như thế này thể hiện sự thấu hiểu, tạo điều kiện tối đa của các bậc phụ huynh, mang đến cho con em mình một mùa hè ý nghĩa. Thưa quý vị, Tất Viên là tên gọi của một làng nhỏ nằm ở xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây được nhiều người biết tới với cái tên ngôi làng của tình nghĩa, khi những người dân trong làng từ đời này qua đời khác vẫn luôn cùng nhau dọn cỏ, vun đất hay là thắp nhang, làm ấm áp những phần mộ vô danh ở quanh làng. Giữa thời tiết nắng nóng, ông Nguyễn Duyên cùng người dân trong làng Tất Viên tất bật ngoài nghĩa trang để xây sửa, đắp lại những mộ phần vô danh vừa được phát hiện. Tôi là người dân ở đây, nếu như là lồn bỏ thanh minh là tôi rất là đồng tình, với lại là đối với anh em ở đây là rất nhiệt tình. Trong cái cục lồn mỏ thanh minh đây, nói chung là hưởng ứng là 100%. Những người làm bán xa vẫn đóng góp tiền về để mà tu tổ lại, thì mới đây thì đã làm hoàn tất hết rồi, thì cũng như là bà con rất chi là hưởng ứng. Những bậc cao niên ở làng Tất Viên kể rằng những ngôi mộ vô danh ở làng không ai chắc có từ khi nào, có thể là những người đã mất trong chuyến đi lánh nạn của nạn đói năm 1945, cũng có thể là mộ của những người từng sinh sống ở đây nhưng người thân đã rời đi, không còn ai chăm sóc. Thế nhưng, ở Tất Viên, hầu hết những phần mộ này đều được bà con chung tay chăm sóc, tu sửa. Nghĩa cử của bà con nhân dân thôn Tất Viên, xã Bình Phục đối với cái xây dựng các cái mộ thanh minh thì tôi nghĩ đây là một cái việc làm hết sức ý nghĩa. Cũng là cái thể hiện cái tấm lòng, cái tình cảm của bà con nhân dân đối với những người đã mất, không có người thân ở tại địa phương. Bà con nhân dân của thôn Tất Viên là những người mà họ sống rất là tình cảm, và để thể hiện cái tình cảm của mình, mặc dù là với người chết, nhưng như vậy tôi nghĩ rất là cái giá trị nhân văn rất là lớn. Hiện nay hơn 300 phần mộ vô danh ở Tất Viên đã được bà con chung tay xây sửa và chăm sóc. Đó chính là cách mà người dân trong làng nối dài truyền thống nghĩa tình tốt đẹp của quê hương.